Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên của chương trình hóa học lớp 9 học kỳ 2. Đó là chúng ta sẽ sang bài 25 là bài tính chất của phi kim các em nhé. Vậy ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu các cái tính chất bao gồm tính chất vật lý và tính chất hóa học của phi kim. Nói chung vậy chúng ta sẽ có đầu tiên là tính chất vật lý. Tính chất vật lý, vậy phi kim thì nó sẽ có một số các cái tính chất vật lý như sau. Ở điều kiện bình thường thì phi kim này nó sẽ tồn tại ở cả ba thể, đó là trạng thái đó là rắn này, lỏng này và khí, đúng không ạ? Nó tồn tại ở cả ba trạng thái như vậy. Ở thể rắn thì nó tồn tại ví dụ như là lưu huỳnh này, carbon, phospho thì nó sẽ tồn tại ở thể rắn. Ở thể lỏng ví dụ như là brom. Ở thể khí ví dụ như là clo, flo, oxy, đấy, hydro, đúng không ạ? Và phần lớn thì các nguyên tố phi kim là không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có nhiệt độ nóng chảy thấp, và một số phi kim là nó độc cho cái con người chúng ta, ví dụ như là gì, clo, brom và iốt. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt một số tính chất vật lý như sau. Thứ nhất là phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái. Nó tồn tại ở cả ba trạng thái. Đó là tồn tại ở thể rắn, ở thể lỏng và khí. Tồn tại ở cả ba trạng thái này. Thứ hai là hầu như không dẫn điện, dẫn nhiệt. Dẫn điện phải nhiệt là kém. Bài chuyển cụ thể ở đây là hầu như là không dẫn. Hầu như là không dẫn điện, dẫn nhiệt. Cụ thể ở đây là hầu như là không, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhớ hai cái tính chất vật lý cơ bản như này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 lớn là tính chất hóa học. Tính chất hóa học của phi kim thì nó sẽ có một số tính chất sau. Thứ nhất là nó tác dụng được với kim loại để tạo thành muối hoặc là oxit tương ứng, đúng không ạ? Đầu tiên, tính chất đầu tiên là tác dụng với kim loại. Tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit để tạo thành muối hoặc là tạo thành oxit. Cụ thể ở đây ví dụ như là chúng ta có Fe này cộng với Cl2 điều kiện nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành sắt 3 clorua là FeCl3. Cái phương trình này cân bằng như sau: 2 này, 3 này, 2. Phi kim khác tác dụng với oxy tác dụng với kim loại để tạo thành oxit. Cụ thể đấy chính là gì? Tác dụng với cái phi kim này để tạo thành oxit thì phi kim này chính là oxy, đúng không ạ? Ví dụ như Cu cộng với O2 nhiệt độ thì nó tạo thành CuO. Trong đó Cu chính là kim loại này, O2 ở đây là phi kim này, đây là kim loại này, phi kim này. Kim loại tác dụng với phi kim để tạo thành muối, hoặc là chúng ta cũng có thể nói là phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối, hoặc là phi kim tác dụng với kim loại tạo thành oxit, đúng không ạ? Cái này các em cân bằng thêm 22. Được chưa? Đấy là tính chất đầu tiên của tác dụng với kim loại. Thứ hai đó là nó tác dụng với hydro. 2
là tác dụng với hydro. Và phi kim mà tác dụng với hydro thì nó sẽ tạo thành là hợp chất khí. Tạo thành hợp chất khí. Nó sẽ tạo thành hợp chất khí đấy các em. Ví dụ như là khí oxy mà tác dụng với lại là khí hydro thì nó sẽ tạo thành hơi nước là công thức là H2O, hoặc là khí hydro mà lại tác dụng với phi kim là clo thì nó sẽ tạo thành cái axit HCl ở dạng hơi, đúng không ạ? Đưa hydro này đang cháy vào một lọ đựng khí clo, sau phản ứng thì cho một ít nước vào trong lọ, lắc nhẹ rồi dùng giấy quỷ tím để thử. Hiện tượng đó là hydro cháy ở trong clo tạo thành không khí không màu. Màu ban đầu là cái khí clo thì nó có màu vàng lục, nhưng mà khi tác dụng với hydro thì nó sẽ tạo thành một cái khí mới là HCl. Cái này là bản chất của nó là axit nhưng mà tồn tại ở thể khí, đúng không ạ? Và nó làm mất cái màu vàng lục của clo đi, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta cho nước vào xong rồi chúng ta cho quỷ tím vào thì cái này nó sẽ chuyển làm cho quỷ tím chuyển thành màu đỏ, bởi vì là cái chất tạo thành là axit, đúng không em? Và chúng ta có nhận xét là khí clo đã phản ứng mạnh với hydro tạo thành khí hydro clorua, đúng không ạ? Không màu, khí này tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohydric và làm cho quỷ tím chuyển thành màu đỏ, đúng không? Vậy thì chúng ta có ví dụ như sau là chúng ta có tác dụng với hydro, đúng không ạ? Ta có H2 này cộng với O2 này, nhiệt độ này thì nó tạo thành hơi nước. Công thức này là công thức nước nhưng mà ở dạng ở thể hơi. Đấy, em cân bằng. Đúng chưa ạ? Hoặc là chúng ta cho H2 cộng với Cl2. Đấy, H2 cộng với Cl2 thì nó sẽ tạo thành HCl. Tính chất thứ ba của phi kim ở đây là tác dụng với oxy. Thì nhiều phi kim tác dụng với oxy tạo thành oxit axit. Ba là tác dụng với oxy. Thì chúng ta có nhiều phi kim, nhiều thôi không phải tất cả, đúng không ạ? Nhiều phi kim khi cộng với oxy thì nó sẽ tạo thành gì? Tạo thành oxit axit. Nó sẽ tạo thành oxit axit. Ở đây chúng ta sẽ lấy một số ví dụ như sau. Ví dụ như chúng ta có S này cộng với O2 này thì nó sẽ tạo thành là SO2. Cái oxit axit này nó sẽ tương ứng với axit là H2SO3, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có P cộng với O2 thì sẽ tạo thành P2O5. Phương trình này cân bằng như sau. Đây là 5 này, 2 này, 4 này. Đây là diphosphor pentoxit là cái oxit axit tương ứng với axit H3PO4, đúng không ạ? Mức độ hoạt chúng ta sẽ sang cái mức độ hoạt động hóa học của phi kim. 4 là mức độ hoạt động hóa học của phi kim. Thì chúng ta thấy là mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất, đó là tác dụng với kim loại hoặc là tác dụng với hydro. Đấy. Nó căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng hóa học. Căn cứ vào cái khả năng
và mức độ phản động mà và mức độ phản ứng của phi kim với kim loại và hydro. Và ở đây thì các em ngầm công nhận những cái kiến thức như sau. Fluor này, oxy clo là những phi kim hoạt động mạnh. Trong đó fluor thì mạnh nhất. Lưu huỳnh, phosphor, carbon, silic là các phi kim hoạt động yếu hơn. Vậy chúng ta sẽ công nhận, cái này các em công nhận đã nhá. Chúng ta sẽ công nhận như sau. Là fluor thì nó sẽ mạnh hơn clo, mạnh hơn oxy. Được chưa ạ? Và ba cái kim loại này, ba cái phi kim này thì nó mạnh hơn là lưu huỳnh, phosphor, carbon và silic. Đúng chưa? Đây là chúng ta công nhận những cái kiến thức này. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được cái phần lý thuyết tính chất hóa học của phi kim. Vậy tính chất hóa học ở đây thì các em nhớ các cái tính chất cơ bản. Thứ nhất tính chất vật lý này và ba cái tính chất hóa học. Ngoài ra thì còn nhớ thêm cho cô cái mức độ hoạt động của phi kim đúng không ạ? Là người ta căn cứ vào gì? Căn cứ vào cái khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đối với kim loại và hydro. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập nhé. Cô sẽ xóa bảng đi để chúng ta đi vào phần bài tập nào. Câu 1 ở đây là hãy chọn đáp án đúng. Câu A là phi kim dẫn điện tốt là đáp án sai đúng không ạ? Phi kim thì nó dẫn điện là kém và dẫn nhiệt cũng kém cơ. Dẫn nhiệt tốt là sai này. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái là rắn và khí thì cũng sai. Phi kim thì nó tồn tại ở cả ba trạng thái rắn, lỏng và khí đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chính là đáp án D là phi kim dẫn điện và dẫn nhiệt đều kém các em. Đúng không ạ? Câu 1 các em chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án D. Sang câu 2. Viết các phương trình hóa học của lưu huỳnh này, carbon này, đồng này, kẽm này với khí oxy, cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào, viết các cái oxit hoặc là bazơ tương ứng với mỗi oxit đó. Vậy chúng ta sẽ có là S này, phương trình khi cho tác dụng với oxy đúng không ạ? S cộng với O2 thì tạo thành SO2. Được chưa? Cứ viết phương trình đã. Tiếp theo là chúng ta có C cộng với O2 thì cũng tạo thành CO2. Cu cộng với O2 thì tạo thành CuO. Oxy tác dụng với phi kim thì tạo thành oxit axit này. Đây tạo thành oxit axit, đây tạo thành oxit bazơ. Đúng chưa? Tiếp tiếp tục là tiếp cho tác dụng với kẽm, tức là kẽm tác dụng với O2 để tạo thành ZnO. Vậy chúng ta sẽ có hai cái cột như sau. Đây là ta sẽ có là bên này là oxit cái này thì nó sẽ thuộc loại, đây thì nó sẽ thuộc là oxit axit các em nhá. Đấy, oxit axit và nó chuyển thành axit tương ứng này, axit tương ứng chuyển thành axit tương ứng đó là H2SO3. Được chưa? Cái này cũng là oxit axit và nó lại có axit tương ứng của CO2 là H2CO3. Cái này thì nó là oxit bazơ
oxit bazơ, và nó ứng với cái bazơ tương ứng. Bazơ tương ứng của CuO đó là CuOH 2 lần. Bazơ thì là liên kết với gốc OH. Cái này thì nó cũng là oxit bazơ vì là của kim loại. Đúng chưa? Vậy nó bazơ tương ứng của cái này. Bazơ tương ứng của ZnO chính là ZnOH 2 lần. Được chưa? Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3. Bài số 3 ở đây là viết các phương trình hóa học, ghi đầy đủ điều kiện phản ứng, ghi các cái điều kiện phản ứng một cách đầy đủ với lại khi cho khí hydro phản ứng với clo này, lưu huỳnh này và brom, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là cho khí, ghi đầy đủ điều kiện phản ứng cho khí hydro phản ứng với. Vậy đầu tiên phản ứng A là H2 cộng với Cl2. H2 cộng với Cl2 thì nó tạo thành HCl. Được chưa ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ có H2 cộng với S hydro cộng với lưu huỳnh cũng điều kiện nhiệt độ thì nó tạo thành khí là H2S. Hydro cộng với brom H2 cộng với brom đứng một mình là Br2, vậy nó sẽ tạo thành HBr. Đấy, cũng điều kiện nhiệt độ. Và chúng ta thấy là đây là các cái phi kim tác dụng với hydro thì nó sẽ tạo thành hợp chất khí. Như vậy thì trạng thái của các chất tạo thành là các chất tạo thành đều ở thể khí hoặc là thể hơi. Các chất tạo thành thì ở thể khí. Hoặc là thể hơi đấy các em. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3 ở trong sách giáo khoa phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Viết các phương trình hóa học giữa các cặp chất sau và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. Thứ nhất là khí flo và hydro. Vậy chúng ta sẽ có khí flo và hydro thì chúng ta sẽ có là flo là F2 đúng không ạ? Hydro là H2. H2 cộng với F2. Cái này thì nó cần có điều kiện là ánh sáng hoặc là nhiệt độ. Ánh sáng hoặc là nhiệt độ thì cô sẽ lấy nhiệt độ nhá. Thì chúng ta sẽ có sản phẩm sinh ra sẽ là HF. Nó giống như tính chất hóa học của clo thôi, nhưng mà flo thì mạnh hơn. Cái này thì nó xảy ra điều kiện là ngay cả trong bóng tối thì nó cũng xảy ra phản ứng em ạ. Không cần phải là ánh sáng em nhé. Ánh sáng đấy là của hydro và clo cơ. Cái flo này là một cái phi kim mạnh, nó không cần điều kiện. Phi kim này là phi kim mạnh nhất, nó không cần phải điều kiện. Nó xảy ra phản ứng với hydro ngay cả trong bóng tối. Thứ hai là lưu huỳnh tác dụng với oxy. B. Lưu huỳnh ký hiệu là S tác dụng với oxy. Cái này cần điều kiện nhiệt độ để tạo thành SO2. Bột sắt và bột lưu huỳnh tác dụng với nhau. C. Bột sắt đó là Fe. Bột lưu huỳnh là S. Cái này cần điều kiện nhiệt độ để tạo thành FeS, chuyển thành muối sắt 2. Carbon và oxy phản ứng D. Carbon ký hiệu là C cộng với oxy là O2, điều kiện nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành CO2. Tiếp theo nữa là khí hydro và lưu huỳnh.
khí hydro và lưu huỳnh. Thì đây là E, hydro là H2 cộng với lưu huỳnh là S, điều kiện nhiệt độ thì tạo thành H2S. Sang bài 5, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, bài tập số 5. Bài tập số 5 là cho sơ đồ chuyển hóa sau từ phi kim này sang oxit axit này, rồi lại sang oxit axit nữa này, rồi sang axit, muối sunfat tan và muối sunfat không tan. Vậy thì để sinh ra là muối của sunfat, muối sunfat đúng không ạ? Muối sunfat thì nó phải là phi kim đấy phải là lưu huỳnh đúng chưa? Phải là từ SO2 chuyển thành SO3 rồi chuyển thành H2SO4 thì mới là tạo thành muối sunfat. Muối sunfat thì nó phải có gốc là SO4. Như vậy phi kim ban đầu chính là lưu huỳnh đúng không ạ? Muối sunfat. Là có gốc là SO4 phải không nào? Nên suy ra là phi kim ban đầu, phi kim ban đầu phải là S. Vậy thì ta lại có sơ đồ chuyển hóa như sau. Ta có sơ đồ chuyển hóa đầu tiên là phi kim là S này, chuyển thành oxit axit là SO2 này, chuyển thành oxit axit nữa là SO3 này, chuyển thành axit là axit H2SO4 này. Đây là phản ứng 1 này, đây là phản ứng 2 này, đây là phản ứng 3 này. H2SO4 rồi, chuyển thành muối sunfat là Na2SO4 này, hoặc là MgSO4 hoặc là CuSO4 tùy em đúng không ạ? Cái gì cũng được, miễn là tạo thành muối sunfat tan. Đây là phản ứng thứ tư này. Rồi tiếp theo lại chuyển thành muối sunfat không tan. Không tan thì nó chính là BaSO4 này. Đấy, đây là phản ứng thứ năm. Thế sau khi viết được chuỗi rồi thì bây giờ cái em sẽ hoàn thành cái chuỗi phản ứng này. Vậy thì chúng ta lại có phương trình phản ứng như sau. Phương trình phản ứng này. Phản ứng thứ nhất là lưu huỳnh cộng với O2, nhiệt độ thì tạo thành SO2 đúng chưa? Phản ứng thứ hai là SO2 cộng tiếp với O2 nữa thì nó sẽ tạo thành SO3. Đấy, SO2 cộng thêm SO2 nữa thì nó lại tiếp tục là SO3. Cái này cân bằng như sau, 2 này, 2. Sau đó rồi SO3 sẽ chuyển sang H2SO4, tức là SO3 phản ứng 3 đó là SO3 cộng với nước thì tạo thành H2SO4 được chưa? Rồi tiếp theo phản ứng thứ tư là H2SO4 chuyển thành Na2SO4. Vậy bây giờ bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ cái bảng phần phía bên trái đi. Và xóa, đây cô sẽ xóa hết phần bên này đi. Sang đến phản ứng thứ tư của cái dãy đấy thì chúng ta có H2SO4, các em cho tác dụng với Na chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì đây là axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng hydro thì tạo thành Na2SO4 cộng với H2 Na2SO4 đúng chưa?
Thế Na2SO4 cộng với cái gì để tạo thành BaOH 2 lần? Vậy đây là muối tan. Na2SO4 cô cho tác dụng với BaCl2. Đấy, cô tác dụng cho tác dụng với muối BaCl2. Muối tác dụng với muối thì tạo hai muối mới, trong đó có một muối là không tan. Ba nó sẽ đổi vị trí với Na, hai cái này đổi vị trí với nhau tạo thành BaSO4 kết tủa em cộng với 2 lần NaCl. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 5. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 6. Bài tập số 6 ở đây là nung hỗn hợp gồm 5,6 gram nhá sắt với 1,6 gram lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Tức là nó sẽ chỉ có lưu huỳnh tác dụng với sắt thôi để tạo thành FeS thôi, chứ còn là sắt nó và lưu huỳnh sẽ không có không khí nên là hai cái này nó sẽ không tác dụng với oxy, đúng không ạ? Còn nếu mà có không khí thì nó lại tác dụng với oxy nữa. Đấy, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A, cho dung dịch HCl1M phản ứng vừa đủ với dung dịch A thì thu được hỗn hợp khí B. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học tính thể tích của dung dịch HCl1M đã tham gia phản ứng. Vậy thì ở đây với sự kiện như này thì các em sẽ tìm số mol của các chất liên quan. Vậy chúng ta có số mol của sắt thì bằng M nhỏ chia M lớn bằng 5,6 chia cho 56 sẽ bằng 0,1 mol. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là số mol của lưu huỳnh, N của lưu huỳnh cũng bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ ở đây là 1,6 chia M lớn của lưu huỳnh là bằng 32. Vậy các em lấy 1,6 chia 32 xem thử là số mol của nó bao nhiêu thì nó lại bằng 0,05 mol. Rồi chúng ta sẽ sang viết phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng ở đây là chúng ta có là Fe cộng với S nhiệt độ thì tạo thành muối sắt 2 và sulfur là FeS. Vậy chúng ta lại có tỷ lệ ở đây. Tỷ lệ theo phương trình là chúng ta có tỷ lệ 1:1:1. Đúng chưa? Tỷ lệ theo đề bài. Đề bài chúng ta có sắt thì là 0,1, còn lưu huỳnh thì bằng 0,05. Vậy bài toán này là nó liên quan đến dạng toán là chất dư chất hết. Vậy các em sẽ lập cái tỷ lệ là lấy số mol theo đề bài chia cho số mol theo phương trình. Cái nào lớn hơn thì cái đấy cũng lấy bị dư, đúng không ạ? Vậy thì ta có này là 0,1 chia cho 1 thì lớn hơn 0,05 chia 1 nên là Fe dư và lưu huỳnh hết nên Fe bị dư, đúng không ạ? S hết. Vậy Fe dư và lưu huỳnh hết thì các chất tính theo Fe, các chất tính theo lưu huỳnh đấy, các chất sẽ tính theo lưu huỳnh. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A, vậy ta sẽ có chất rắn A bao gồm FeS. FeS cái này là nó sinh ra, đúng không ạ? Và cái Fe nó dư. Đấy, cái chất A là A của ta bao gồm có hai cái là FeS và cái Fe dư. Vậy theo phương trình phản ứng, thì ta có số mol của FeS sinh ra đấy thì nó sẽ bằng với cái số mol của S và bằng 0,05 mol, đúng chưa ạ? Đồng thời ta sẽ có số mol của Fe đã phản ứng, cái này là cái đã phản ứng thì nó cũng bằng số mol của S vì tỷ lệ 1:1 cũng bằng 0,05 mol.
đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục thì cô sẽ xóa cái phần bảng ở phía bên phải đi để cô viết tiếp thằng đấy. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Đây là thấy số mol đã phản ứng, vậy chúng ta có là số mol của Fe dư sẽ bằng tổng số mol của Fe ban đầu là 0,1 trừ đi cái số mol đã phản ứng là 0,05, như vậy nó sẽ dư 0,05 mol, đúng chưa? Vậy thì chất dẫn A sẽ có là 0,05 mol Fe. Mol Fe này và 0,05 mol Fe dư. Đúng ạ? Thế bây giờ người ta cho dung dịch HCl phản ứng vừa đủ, một m tác dụng vừa đủ với cái A. Vậy chúng ta sẽ có tiếp theo chúng ta sẽ có phương trình phản ứng là các em cho HCl tác dụng với A, đúng không ạ? Vậy thì đây là FeS này tác dụng với HCl thì hydro và Fe đổi vị trí cho nhau, hai cái con này nó đổi vị trí cho nhau này thì tạo thành FeCl2 cộng với lại là H2S. Đây, cái này nó ở thể khí đấy các em. Đấy, H2S sinh ra là ở thể khí. Vậy chúng ta có tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1, 2, 1, 1, đúng chưa? Vậy thì số mol của FeS ở đây là 0,05. Để ở đây đã. Tiếp theo là chúng ta có là Fe tác dụng với HCl. Phương trình tiếp theo là Fe cộng với axit clohydric thì nó sẽ tạo thành FeCl2 cộng với khí hydro bay lên, đúng chưa? Và chúng ta cũng có tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1,2,1,1 và số mol của Fe dư ở đây là 0,05, đúng không? Cô đặt phương trình này là 1, phương trình này là 2. Vậy thì theo 1, tức là theo cái phương trình 1 đấy thì ta có là số mol HCl sẽ bằng 2 lần tỷ lệ 1,2, vậy nó sẽ bằng 2 lần cái số mol của FeS, đúng không? Vậy nó sẽ bằng 2 nhân với 0,05, tức là bằng 0,1 mol, được chưa? Theo 2 thì đã có số mol của HCl, đây tỷ lệ 1,2 nó cũng bằng 2 lần số mol của Fe dư đấy, đúng không ạ? Vậy thì nó bằng 2 nhân với 0,05 là lượng dư, thì nó sẽ bằng 0,1 mol. Vậy tổng số mol HCl đã dùng là, vậy tổng số mol HCl đã dùng sẽ là 0,1 cộng với 0,1 thì bằng 0,2 mol, đúng không? Bằng 0,2 mol. Mà biết được số mol rồi, biết được CM rồi, vậy thể tích HCl đã dùng, thể tích của HCl đã dùng. Muốn tìm thể tích thì chúng ta CM thì bằng N chia V. Vậy muốn tìm V thì các em lấy là N chia CM, đúng không ạ? N là số mol là 0,2 chia cho CM thì người ta cho bằng 1. Như vậy thì ta sẽ dùng 0,2 lít. 0,2 lít là dung dịch HCl. Như thế là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được phần lý thuyết và các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài 25 là bài tính chất của phi kim. Các em về nhà có thể xem lại những cái bài mà
cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay các em nhé, và làm tiếp cho cô các cái bài tập ở trong sách bài tập được nào. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.